Chào ngày mới, Khang Audio 1861 xin kính chào các thượng đế. Chúc các thượng đế ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, các thượng đế vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Báo cáo với lại các thượng đế, đây là băng cassette đã được một người anh em có cái bụng tốt ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, mang biển số 20, đã Trần Văn Chốt. Đây là đôi loa hai đường tiếng, một loa bass và một loa check, mà check là check giấy chứ không phải check thạch anh. Đấy, 250.000 đồng đôi loa này đã được người thượng đế có cái bụng tốt ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Trần Văn Chốt. Còn thượng đế ở thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Trần Văn Chốt, bộ phên vỉ đài Zivac BC-47 thì đang hoàn thiện bộ phên vỉ. Video sau thì sẽ quay thế là mời người thượng đế xoay cái bộ phên vỉ mà lão nông Chi Điền chuẩn bị gửi cho ngài. Còn bây giờ thì trân trọng kính mời mọi người ly chè xanh. Khi chén rượu lúc cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Còn bây giờ thì trân trọng giới thiệu tới mọi người một combo băng cassette. Ở combo này có 6 cuộn, trong đó có 4 cuộn là mình thâu rồi, còn 2 cuộn là mua về đã có nhạc. Cuộn băng thứ nhất, băng Sony HF90, cái giấy này chưa, vệ sinh hết thì nó thế, về các thượng đế vệ sinh thêm là nó sẽ đẹp lên. Quan trọng nhất là chất lượng âm thanh nhá. Chất lượng âm thanh thì vỗ đùi đen đét. Cuộn băng này có nội dung chương trình Chế Linh, nhưng mà đây cái vỏ này là vỏ Hương Lan Tuấn Vũ, cái bìa này bìa Hương Lan Tuấn Vũ, nhưng mà cái ruột thì nội dung chương trình là Chế Linh. Cuộn này là cuộn thứ hai có nội dung chương trình GLTV, mình dịch ra luôn để mọi người khỏi phải dịch, đó là Giao Linh Tuấn Vũ. Giao Linh Tuấn Vũ, đôi mắt người xưa, với lại em sắp về chưa đấy. Bỗng một hôm trên đường ra phố thị, có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau, bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất. Những cuộn băng cassette chất lượng cao. Băng này là băng Sony HF90 có nội dung chương trình Trường Vũ. Sợi dây bóng lộn, âm thanh vỗ đùi đen đét. Cuộn này là cuộn thứ tư. Cuộn này là băng TDK Khánh Ly hát những ca khúc của cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh. Người về một ngày một lưa thưa, người đi càng đêm càng đông dần. Nghe những cái ca khúc của cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh, đúng là chóp của đỉnh. Cuộn này là cuộn băng Sony HF90 tem đỏ. Cái này không nhầm thì là Ngọc Lan, với lại nhiều ca sĩ nữa.
Cái này mua về có nhạc rồi, thế nên là không phải thâu lại. Mua về có nhạc rồi, không phải thâu lại. Cuộn này là cuộn thứ 6. Ai đáng khen nhiều hơn? Cuộn này cũng mua về có nhạc rồi. Mua về có nhạc rồi, không phải thâu lại. Nhạc người ta thâu từ ngày xưa rồi này. Nên là nó NETS, NS net. NETS, NS net, sắc nét. Chứ nếu mà đánh dấu nặng thì lại thành nẹt nhá. Nét nét, nét nét, nét nét, nét. Điểm danh: Chế Linh, Giao Linh, Tuấn Vũ, Trường Vũ, Khánh Ly. Cái này là Ngọc Lan, còn cái này không biết là ca sĩ gì nữa. Thế nhưng mà nhạc nét nha. Đây hai cuộn này là mua về có nhạc rồi. Combo này 6 cuộn. Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn với một mức thóc rẻ nhất của đất, 250.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Bây giờ mình dừng video ở đây để chuẩn bị đợi mọi người gọi điện. Trân trọng cảm ơn, thân ái chào tạm biệt. Merci, merci beaucoup.